Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi kênh của bên Volume nhé. Tiếp tục lên cho các một cái mã sản phẩm của dòng Glow. Con này thì có mã là ME55 nhé. Đấy. Để về các bác ghép vào công suất nghe nha. Giải trí. Ok các bạn nhé. Đây. Đấy. Loa thì được trang bị đây là bát dòng bát 14, đo đúng tiêu chuẩn của hãng, kích thước của hãng là bát 14. Đấy, nếu còn nếu đo bên gần bên trong thì nó rơi vào đây, các bạn nhìn nhá. Đấy. Kích thước của vỏ thì là rộng là 15.5, sâu là 26.5 và cao là 26.5. Sâu của nó đạt tới là 22.5. Thì đây là cái kích thước của sản phẩm các bạn nhá. Loa thì được trang bị công suất lên tới 50W một loa. Đấy, nôm na là các bác có 100W là tổng hai loa, trở kháng từ trước là 6 ohm, mã là ME55. Đấy. Con này thì các bác cứ ghép trang công suất của dòng đài lông cũng được hoặc on cũng được với công suất tương đương nhé. Cặp này thì bình thường của nó thì giá sẽ là khoảng là 1,4 triệu. Đấy, tuy nhiên thì thôi cặp này thì nó phải không căng thêm để các giá cặp này là 1,350.000 nhá. Vâng, tôi để các là 1,350. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu về cái dòng loa của Đài Loan này thì alo 200 qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Với cái dòng này thì cái chất bát của nó rất là nổi tiếng với cái dòng Boro. Bác nào mà chuyên nghe dòng Boro thì em nghĩ là không nên bỏ qua cặp này. Đấy. Cái chất bát của nó ấm cực kỳ luôn các bạn. Nghe tiếng ấm mà cái bát nó đánh rất là sâu. Nghe nó rất là phê. Mà giá có bao nhiêu? Có 1,350 triệu, em thật các bác là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Những cặp như này. Đấy. Thứ nhất là cái mạng carbon của nó rất là bền. Đấy. Và nó sẽ tạo cho cái chất âm nó rất là ấm. Và đặc biệt là cái bát 14. Thông thường thì với cái giá như vậy thì các bác chỉ có mua được khoảng những bát 12 hoặc là bát 13 thôi. Nhưng với con này thì các bác có thể lên tới bát 14. Và công suất của nó cũng khoảng 100W hai loa là rất là ok. Đấy. Thoải mái này các bác ghép. Cứ công suất tầm khoảng mini thoải mái luôn. Còn nếu bác nào mà làm loa trợ lời thì nhớ cho em là phải tìm hiểu thêm chi tiết qua YouTube hoặc là trên web nhé. Đấy, tìm hiểu xem cách đấu tụ thêm tụ hoặc thêm phân tần hay nhiều đấy để làm sao cho nó phù hợp nhé. Đấy. Đấy thì bác nào chốt thì alo luôn cho em để em test hàng nhé. Đấy, bác nào chốt thì alo để em test luôn nhé, test bàn giao cho bác đảm bảo là bác test từ trước lên ok, sau đó bên em mới đóng hàng về cho các bác nên có yên tâm. Còn bác nào mà gần chỗ nhà em ở chỗ cái đường Nguyễn Hoàng này có thể qua trực tiếp nhá. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình chỉ khoảng mấy trăm mét thôi thì có thể đến trực tiếp cửa hàng. Quay địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Vâng. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyễn Audio.